Vũ Quang kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, trong tiết mục câu chuyện thời sự của Đài Truyền hình Quê hương hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị hai bài viết với tựa đề Trung Quốc ho, cả thế giới lo của tác giả Anh Vũ và Phải chăng dịch bệnh ở Trung Quốc là vì con gì cũng ăn của tác giả Thụy My. Bài thứ nhất mang tựa đề Trung Quốc ho, cả thế giới lo của tác giả Anh Vũ. Coronavirus lạ gây bệnh viêm phổi cấp tính từ Trung Quốc làm cả thế giới lo ngại. Như thường thấy với các chủ đề quan trọng, Nhật báo Liberation đăng bức ảnh lớn phủ kín trang nhất. Hai người Trung Quốc, mặt bịt khẩu trang, ánh mắt đầy lo ngại, cùng hàng tựa coronavirus cơn sốt. Tờ báo đưa con số thống kê mới nhất, đợt dịch viêm phổi cấp tính tại Trung Quốc đã làm 77 người chết cho đến ngày 22 tháng Giêng. Mức độ lây lan của dịch đang làm các cơ quan y tế trên khắp thế giới lo ngại, hoặc cố gắng phản ứng nhanh nhất. Liberation dành 5 trang báo cố gắng giải mã nguồn gốc và những nguy cơ tiềm ẩn của đợt dịch viêm phổi cấp tính mới đến từ Trung Quốc. Dưới tiêu đề Trung Quốc ho cả hành tinh lo, Liberation điểm lại sự xuất hiện một chủng virus lạ đã được báo hiệu từ hôm 30 tháng 12 năm 2019 từ nhiều trường hợp bệnh nhân bị viêm phổi không rõ nguồn gốc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Trong vòng 3 tuần, một chủng mới trong họ coronavirus ra đời, tấn công vào bộ máy hô hấp của con người. Đến nay, loại virus này đã làm 17 người chết, theo con số thống kê mới của chính quyền Trung Quốc. Hàng trăm người được chẩn đoán đã nhiễm bệnh khác cũng được phát hiện ở Vũ Hán và rất nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Còn hàng nghìn người khác cũng có thể đã bị nhiễm virus ở trong và bên ngoài Trung Quốc. Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO, WHO, tối qua đã có cuộc họp khẩn dự kiến sẽ ban hành tình trạng khẩn cấp về y tế trên phạm vi toàn cầu. Nếu lệnh báo động khẩn trên được ban hành, tức là các quốc gia được kêu gọi khẩn cấp hợp tác nhằm tìm ra cách điều trị hay vaccine ngừa bệnh. Tình trạng khẩn cấp gần đây nhất được WHO ban hành là vào tháng 7 năm 2019 đối với trường hợp của virus Ebola, đợt dịch từng làm hơn 2.000 người chết. Virus gây bệnh viêm phổi ở Trung Quốc lần này được các chuyên gia y tế thế giới định tên là 2019 nCoV, một chủng mới rất gần với virus gây ra dịch viêm phổi cấp tính SARS hồi năm 2002-2003, cũng khởi phát từ Trung Quốc. Tuy nhiên, hoàn cảnh xuất hiện virus 2019 nCoV vẫn còn là bí ẩn. Theo các chuyên gia, có nhiều khả năng virus có nguồn gốc từ một loài vật sau được chuyển qua người rồi đột biến. Quy mô lây lan của bệnh như thế nào? Theo các chuyên gia y học được Liberation trích dẫn, hiện tại chưa thể nói được gì nhiều, chỉ biết rằng việc phát hiện bệnh nhân khá phức tạp khi mà các triệu chứng bệnh cũng giống như các bệnh cúm hay viêm phổi thông thường. Còn mức độ nguy hiểm của virus? Theo các thông tin có được, nạn nhân của dịch này chủ yếu là người cao tuổi trước khi nhiễm virus đã mắc một số bệnh kinh niên. Nói cách khác, những người có sức đề kháng yếu có nguy cơ nhiễm virus cao. Hiện tại chưa có cách điều trị hay vaccine phòng bệnh. Trong trường hợp bị lây nhiễm, người ta chỉ có thể điều trị bằng tăng cường kháng sinh và trông chờ vào khả năng tự điều chỉnh của cơ thể. Có điều nguy hiểm là virus có thể đột biến và lây lan từ người này sang người khác một cách dễ dàng. Trung Quốc sau tấm khẩu trang là lời hứa minh bạch. Có vẻ như đã rút được kinh nghiệm sau đợt dịch SARS 2002-2003 khi bị cộng đồng quốc tế lên án cố che đậy thông tin làm cho dịch trở nên nghiêm trọng, khiến hơn 800 người chết. Lần này, chính quyền Trung Quốc phản ứng và cung cấp thông tin nhanh hơn. Le Figaro nhận xét, dịch không kiểm soát được, Bắc Kinh bị áp lực, phải minh bạch thông tin và nhanh chóng đưa ra các biện pháp ngăn chặn dịch lây lan. Đặc biệt, đợt dịch bùng phát mạnh vào giữa kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng trăm triệu người Trung Quốc phải di chuyển, tập trung đông đúc ở các đầu mối giao thông. Về phía cộng đồng quốc tế, từ châu Á qua châu Mỹ, châu Âu,
đã có những phản ứng nhanh chóng, trước mắt là tăng cường kiểm soát phát hiện bệnh từ cửa khẩu và đặc biệt chú ý đến các hành khách đến từ Trung Quốc. Hậu quả kinh tế có thể như thế nào? Nhật báo Leseco chú ý ở khía cạnh thiệt hại kinh tế mà trận dịch này có thể kéo theo. Theo Leseco, nhiều chuyên gia nhìn vào những hậu quả kinh tế trong trận dịch SARS 2003 để dự tính khả năng thiệt hại của trận dịch lần này. Các nhà phân tích của ngân hàng UBS cho rằng nếu như trận dịch này không được kiềm chế nhanh thì chắc chắn nhiều lĩnh vực kinh tế như bán lẻ, du lịch, khách sạn, nhà hàng ở Trung Quốc sẽ phải chịu hậu quả trước tiên và sau đó là thị trường thế giới. Ngay từ bây giờ, trước nguy cơ dịch có thể lây lan rộng, các thị trường chứng khoán ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ đã có dấu hiệu bất ổn. Từ đầu năm nay, các hãng hàng không Trung Quốc đã mất từ 5% đến 10% giá trị tài sản chứng khoán. Bài thứ hai của tác giả Thủy My mang tựa đề Phải chăng dịch bệnh ở Trung Quốc là vì con gì cũng ăn? Loại coronavirus mới đã làm 17 người chết và 634 người lây nhiễm tính đến ngày 22 tháng Giêng năm 2020, bị nghi ngờ xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, thành phố 11 triệu dân ở miền Trung Trung Quốc. Nơi đây tập trung nhiều loại động vật hoang dã như loài chồn hương đã làm lan truyền dịch SARS vào năm 2002-2003. Tuy mang tên là chợ hải sản, nhưng chợ này còn bán nhiều loại động vật khác, theo như một brochure quảng cáo và điều tra của báo chí Hoa Lục. Ngôi chợ đã bị đóng cửa vào tháng trước sau khi phát hiện trường hợp nhiễm bệnh đầu tiên nơi một nhà buôn trong chợ. Hôm thứ Tư 22 tháng Giêng, Cao Phu, Giám đốc Trung tâm Kiểm tra và Phòng ngừa Dịch tễ Quốc gia nhìn nhận việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp thường diễn ra tại chợ này. Phải chăng chuyện cũ lặp lại? Dịch SARS đã giết hại 650 người tại Trung Quốc vào đầu những năm 2000 là từ loài chồn hương vốn thường được bày bán ở các chợ Quảng Châu. Bị cấm tiêu thụ trên lý thuyết, chồn hương vẫn nằm trong danh sách 112 mặt hàng được một thương nhân ở chợ Vũ Hán chào bán. Sản phẩm được đông lạnh và giao tận nhà sau khi giết mổ. Tờ quảng cáo giới thiệu đủ loại động vật sống từ chuột, chồn, cá sấu, chó sói, kỳ nhông khổng lồ cho đến những con công, rắn, nhím, thịt lạc đà. Cửa hàng mang tên Thú rừng và Thú nuôi bán sỉ. Từ thứ Năm 23 tháng 1 năm 2020 không còn liên lạc được cả qua điện thoại lẫn Internet. Một nhật báo Bắc Kinh, tờ Beijing News, dẫn ra một số thương gia khác trong chợ chuyên bán động vật hoang dã cho đến khi chợ này bị đóng cửa. Con gì cũng ăn. Người Trung Quốc thường khoe sẵn sàng ăn tất cả những gì có bốn chân trừ cái bàn, những gì bơi được trừ tàu thuyền, những gì bay được trừ máy bay. Những loài động vật hiếm cũng được săn lùng vì tin rằng có dược tính. Tuy nhiên, thói quen con gì cũng sơi tuốt, tiềm ẩn những nguy cơ cho sức khỏe con người. Christian Walter, Hiệp hội Sinh thái Mỹ Wildlife Conservation Society, cảnh báo. Theo ông, 70% bệnh lây nhiễm là từ động vật hoang dã và các ngôi chợ là môi trường lý tưởng của virus để truyền bệnh sang người. Theo một nghiên cứu về di truyền học được công bố hôm thứ Ba 21 tháng Giêng, chủng coronavirus mới có thể sinh ra từ loài rơi. Tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc tiết lộ loại virus này rất gần với một chủng virus hiện diện nơi những con rơi. Loài rơi là nơi tồn trữ virus, nhưng không có nghĩa là chúng truyền bệnh trực tiếp sang người. Ngược lại, một bài viết trên Journal of Medical Virology hôm thứ Tư 22 tháng Giêng khẳng định loài rắn có thể là vật trung gian truyền bệnh sang con người. Thưa quý vị, vừa rồi là hai bài viết với tựa đề Trung Quốc ho cả thế giới lo của tác giả Anh Vũ
và phải chăng dịch bệnh ở Trung Quốc là vì con gì cũng ăn của tác giả Thụy My. Cảm ơn quý vị đã theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự của Đài Truyền hình Quê Hương. Vũ Quang kính chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị trong tiết mục này kỳ sau.